Chào các bạn, mình là Mai Anh. Hôm nay mình mới đi lấy visa Canada về nè. Thì mình làm visa ở, mình đi du học ở Canada thì mình có đi qua trung tâm là tên Đại Dương. Thì mình thấy đây là một cái trung tâm mà chắc là rất là tốt. Tại vì mình trước mình đã từng đó 2 lần rồi. Và bây giờ thì mình có được là cũng nhờ những anh chị ở bên này đã giúp đỡ mình trong cái thời gian vừa qua. Thì mình xin chia sẻ với các bạn một chút về trước khi các bạn có chuẩn bị hồ sơ đi. Thì nếu như mà trình độ Anh văn của các bạn mà khá thì mình nghĩ là các bạn nên học IELTS trước khi các bạn nộp hồ sơ đi. Thì như vậy thì cái hồ sơ của các bạn chắc là nó sẽ tốt hơn. Còn thì mình thì cũng cố gắng học, của mình cũng vừa lấy được bằng IELTS 5.5 và mình đã nộp hồ sơ hôm tuần trước. Và bây giờ thì mình đã có visa xong rồi. Thì hy vọng là những cái thông tin chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Và hy vọng là nếu mà các bạn có cần nhu cầu hoặc là muốn đi du học thì mình nghĩ là Tân Đại Dương sẽ là cái điểm đến thích hợp nhất cho các bạn, để giúp cho các bạn có visa nhanh như mình đây. 2 lần trước là mình chưa có được visa là bởi vì mình tiếng Anh của mình chưa có đủ tốt là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình không có chứng minh tài chính. Tiếp nữa là giống như là mình cũng giấy tờ của mình nó còn bổ túc rất là nhiều. Thì đi qua trung tâm thì mình thấy là mình có thể là tin tưởng mà trao hết cho tất cả các chị luôn, các chị sẽ tự lo hết. Mình chỉ có việc là giống như là bổ túc những cái giấy tờ mà bên trung tâm cần thôi. Chứ còn mình thì mình không phải lo lắng cái gì hết. Ở Việt Nam thì mình đang học ngôn ngữ Anh chuyên ngành thương mại và du lịch. Thì mình sẽ chuyển tiếp lên học ở Canada là ngành quản trị nhà khách sạn. Thì như vậy nó cũng sẽ là cái bước đệm để mà mình tiếp tục học theo sâu cho cái ngành mà mình đang theo đuổi. Cảm nhận của mình khi làm hồ sơ tại trung tâm là mình rất là an tâm, tức là mình có thể tin tưởng và trao hết cho các anh chị để các anh chị có thể lo giấy tờ của mình được đầy đủ nhất có thể. Và chúc các bạn là sẽ có được visa sớm nhất, nhanh nhất như mình, và qua đấy cùng với mình luôn cho mình có các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.